Cuộc tổng tấn công chiến lược mùa xuân năm 1975 khởi sự từ Tây Nguyên đã nhanh chóng phát triển thành cơn bão mạnh, cuốn phăng cả hệ thống phòng thủ của địch ở Huế, Đà Nẵng và sau đó là phòng tuyến Phan Rang. Thời cơ cách mạng đã nhân thế và lực của ta mạnh lên gấp nhiều lần. Do đó những ngày cuối tháng 4 năm 1975, cả nước dồn sức vào trận quyết chiến cuối cùng. Tháng 4 là tháng nóng nhất ở Sài Gòn, báo hiệu sự chuyển mùa. Vào thời điểm ấy, không chỉ do nhiệt độ thời tiết tăng lên, mà chính vì cơn sốt chính trị của chế độ ngụy quyền càng làm cho thành phố thêm nặng nề, ngột ngạt. Sự hoang mang, sợ hãi tăng lên ở những người vốn có thế lực và giàu tiền của. Nhưng Sài Gòn của người dân lao động vẫn giữ nếp sinh hoạt bình thường, chờ đợi một sự đổi thay. Dinh Độc Lập thật căng thẳng, tất cả các nòng súng đều sẵn sàng nhả đạn. Thiệu đã dày công chuẩn bị cho cuộc tử thủ ở dinh lũy cuối cùng này. Cũng giống như Huế và Đà Nẵng, Sài Gòn giờ đây mỗi lúc một thêm đông chặt dân tị nạn, mà hầu hết là vợ con binh lính và công chức ngụy quyền. Sự kiện này tự nó đã trở thành đòn tâm lý về sự thất bại trên các hướng chiến trường. Cách đây vài ngày, Dinh Độc Lập còn tấp nập đón đưa khi Tổng thống Thiệu gặp tướng Wayne và viên đại sứ Mỹ Martin. Sau đó là sự ồn ào của cái lễ bàn giao chức thủ tướng của ông Trần Thiện Khiêm cho ông Nguyễn Bá Cẩn. Dinh Độc Lập hầu như mất hẳn sự sống trên mặt đất sau khi phi công Nguyễn Thành Trung ném bom xuống nơi này. Thiệu may mắn thoát chết. Nguyễn Văn Thiệu và nội các phải rời bỏ các căn phòng sang trọng để chui xuống tầng hầm. Cơn sốt chiến sự càng tăng thì những chiếc ghế quyền lực này càng trở nên lạnh lẽo. Ngày đêm, Thiệu loanh quanh suy nghĩ trong căn hầm chật hẹp này, vội vàng với các phương tiện thông tin có tín hiệu reo, rồi dán mắt vào những tấm bản đồ chiến sự. Vùng còn kiểm soát được cứ thu hẹp lại dần, trong khi hướng tiến của quân giải phóng đang từng ngày áp sát đô thành. Thiệu chỉ thị cho tân thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn thay mặt ông ta và nội các chiến đấu đi thực thi công vụ ở quân khu 3 nhằm động viên binh sĩ và khuyên dòng người tị nạn đừng dồn về thủ đô để quân lực Việt Nam Cộng Hòa rảnh tay chiến đấu. Về phía lực lượng ta, trong những ngày cuối tháng 4, các cánh quân các hướng đã chớp thời cơ áp sát Sài Gòn. Các quân đoàn từ phía Bắc, từ dãy Trường Sơn vượt đèo cao suối sâu, chạy đua với thời gian tiến vào miền Đông Nam Bộ. Đó là sức mạnh của một dòng chảy đã dồn nén trong 30 năm của cuộc chiến đấu giành tự do độc lập. Một cuộc chạy tiếp sức cho bao nhiêu đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống trên các hướng chiến trường. Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh theo dõi tốc độ tiến quân vì không chỉ có chớp thời cơ mà còn phải chạy đua với mùa mưa đang đến. Trung ương Cục Miền Nam chỉ đạo quân và dân các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ phối hợp mở rộng tấn công trên toàn mặt trận. Quân đoàn 4, ngụy do tướng Nguyễn Khoa Nam chỉ huy bị căng ra, không dám nghĩ về ứng cứu Sài Gòn. Để phối hợp với chiến dịch, trên mặt trận ngoại giao, tại nhiều cuộc tiếp xúc, các nhà ngoại giao Việt Nam để ngỏ một giải pháp, nhưng trước hết, Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức. Các nhân viên ngoại giao Việt Nam ở Paris nói có thể thành lập một chính phủ hòa hợp dân tộc, song Thiệu phải ra đi. Đây là một nước cờ tinh tế trong điều kiện phức tạp để hạn chế sự dính líu của một số quốc gia
vào cơn sốt chính trị ở Sài Gòn. Tại trại David, trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, những động tác ngoại giao tương tự cũng được Phái đoàn Quân sự Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam gợi ý cho phía đối phương. Các sĩ quan Ba Lan và Hungary trong ban giám sát thi hành Hiệp định Paris cũng mau lẹ cung cấp cho các sĩ quan Mỹ, Pháp khả năng dẫn tới hòa đàm, song Thiệu phải từ chức. Ở Sài Gòn, nhiều chính khách liền nghĩ rằng cần có khuôn mặt mới, một tổng thống mới khả dĩ có thể đối thoại với những người cộng sản. Lúc bấy giờ, ông Merillon, đại sứ Pháp bên cạnh chính quyền ngụy Sài Gòn, gặp đại sứ Martin và một số chính khách vận động để đưa ông Dương Văn Minh lên làm tổng thống. Để bí mật liên lạc giữa hai tòa đại sứ, các ông nhất trí đục thông tường, thật là kín đáo và tiện lợi. Trong bối cảnh dọn đường cho một gương mặt chính trị khác xuất hiện tại Sài Gòn, tư dinh ông Dương Văn Minh cũng trở thành điểm gặp gỡ của lực lượng thứ ba để tính bàn thế cuộc. Ông Trần Ngọc Liễn, nguyên nghị sĩ Quốc hội Sài Gòn kể lại. Trước năm 1975, tôi là chủ tịch lực lượng quốc gia tiến bộ và là chủ tịch đoàn phong trào nhân dân đòi thi hành Hiệp định Paris. Do đó, theo Hiệp định Paris, tôi được xem như là thành phần thứ ba, mà chính dân chúng cũng muốn chúng tôi là thành phần thứ ba để tránh cho những cái thành phần thứ ba giả tạo sau này. Thì với tư cách đó, chúng tôi thường làm việc cùng với những chính sách khác như Đại tướng Dương Văn Minh để làm thế nào cho được tới Đại tướng được thay thế Thiệu, vì Mỹ cũng đang muốn bỏ Thiệu rồi mà chưa tìm được người. Do đó chúng tôi cố tranh thủ để làm thế nào cho Tổng thống ông Dương Văn Minh được vào chức Tổng thống. Trong lúc đối phương đang hoang mang và lúng túng, về phía ta, do tính chất quyết định của chiến dịch lịch sử này, nên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử 3 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo. Đó là các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng và Đại tướng Văn Tiến Dũng. Thể theo nguyện vọng của đồng bào chiến sĩ, Bộ Tư lệnh đã điện về Hà Nội, đề nghị lấy tên của chiến dịch đánh vào trọng điểm là chiến dịch Hồ Chí Minh. Bộ Chính trị đã đồng ý chiến dịch giải phóng Sài Gòn mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh. Ta đã nhanh chóng dàn thành thế trận. Quân đoàn 1 từ hướng Bắc theo các trục đường 9, 15, 14 qua Pleiku và Buôn Ma Thuột để tập kết tại Đồng Xoài. Quân đoàn 3 đã thần tốc hành quân tập kết ở một cánh rừng Đông Nam Bộ. Trên hướng Đông, sau khi đập tan phòng tuyến Phan Rang, quân đoàn 2 nhanh chóng giải phóng Phan Thiết, Hàm Tân, đè bẹp nhiều ổ kháng cự của địch, vượt trên 900 km để tới vùng đất Biên Hòa đúng theo mệnh lệnh. Ở hướng Tây Nam Sài Gòn, các bộ tư lệnh khu 8 và phân khu 23 cùng binh đoàn 232 theo mệnh lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh lật cánh từ Mộc Hóa xuống vùng Bến Lức Long An, chặn đường rút của địch từ Sài Gòn về hướng Cần Thơ. Lúc bấy giờ, đồng chí Lê Chân được Bộ Tư lệnh miền cử xuống phía Tây Nam tham gia chiến dịch. Đồng chí Lê Chân nhớ lại. Thì cái cánh Tây Nam á, thì là Bộ Chỉ huy chiến dịch phân công cho anh Lê Đức Anh á, làm tư lệnh. Tôi là Lê Chân á, làm chính quỹ. Có nhiệm vụ là đánh chiếm biệt khu thủ đô, biệt khu sân Nhà Bè và tổng nhà cảnh sát. Và nhiệm vụ nữa hết sức là quan trọng là phải làm mọi cách là cắt cho được cái đường 4, đừng để quân Ngụy chạy về miền Tây. Theo sự phân công của Trung ương Cục, đồng chí Võ Văn Kiệt đã xuống lãnh đạo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là sự nắm bắt thời cơ thực hiện tấn công và nổi dậy, kết hợp chặt chẽ quân sự, chính trị, binh vận, tạo thành 3 mũi giáp công, vừa tự giải phóng địa bàn, vừa phối hợp chặt chẽ với chiến dịch Hồ Chí Minh đang có tốc độ tiến như vũ bão. Đồng bằng sông Cửu Long đã chiến đấu anh dũng,
hệ thống hậu cần toàn dân là nét độc đáo của chiến trường vùng sông nước này. Khi chiến dịch mở màn, Thành ủy Sài Gòn ra định đã triển khai đưa vào nội thành những cán bộ chính trị và hàng trăm đội vũ trang để hỗ trợ đồng bào nổi dậy. Tại những nơi này, hơn 1.700 cán bộ thuộc các ban, ngành đã ém sẵn để tiếp quản, tổ chức điều hành chính quyền cách mạng. Vào thời điểm đó, đồng chí Nguyễn Văn Linh được Trung ương Cục giao đặc trách chỉ đạo cuộc nổi dậy ở Sài Gòn Gia Định. Đồng chí hồi tưởng lại. Song song với là cái mũi tấn công của các cái đơn vị quân đội chủ lực, thì dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục và của Thành ủy, có rất nhiều cán bộ đi vào các tầng lớp quần chúng, phát động quần chúng để nổi dậy kết hợp với lại cái mũi quân sự. Thì các tầng lớp quần chúng rất là phấn khởi, vì đã nhiều năm họ cũng đã từng đấu tranh, chẳng những là chính trị mà cả ngay quân sự ở trong nội thành. Cho nên là họ hưởng ứng liền. Và có nhiều nơi ta cũng chưa có cơ sở đảng gì, nhưng mà quần chúng tích cực là người ta rủ nhau là cùng nổi dậy, và nhất là bảo vệ tất cả các cái cơ sở ở nội thành, không để cho địch nó phá hoại. Trong khi ở Sài Gòn Gia Định ta chuẩn bị cho nhân dân nổi dậy, thì tại phòng tuyến Xuân Lộc, các đơn vị chủ lực không đánh thẳng vào thị xã mà chuyển sang đánh quân cứu viện. Địch đã lâm vào thế bị động. Xuân Lộc không còn được coi là điểm rắn nữa khi pháo tầm xa của ta đã khống chế sân bay Biên Hòa. Địch bị chặn đường tiếp viện, hoảng hốt tháo chạy khỏi cái gọi là phòng tuyến Xuân Lộc, nơi chúng dùng cả đến bom địa chấn hòng chặn đường tiến của các đoàn quân hướng về giải phóng Sài Gòn. Xuân Lộc được hoàn toàn giải phóng, song chúng ta không thể nào quên những chiến sĩ đã ngã xuống nơi này để mở thông bức tường chắn bằng bom đạn khốc liệt trước cửa ngõ Sài Gòn. Biên Hòa bốc lên lửa khói từ các kho xăng và máy bay cháy trong tầm đạn pháo. Hàng ngàn tù binh bị bắt ở Xuân Lộc, Hàm Tân chỉ trong một ngày chiến dịch. Tiếng trọng pháo của quân ta đã vọng đến Sài Gòn. Tổng thống Mỹ Gerald Ford thúc giục đại sứ Martin cho di tản ngay người Mỹ. Trước thời điểm ấy, Bộ Tổng Tư lệnh điện cho Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Ý đồ của Ford và Kissinger mượn cớ di tản người Mỹ và một số người Việt Nam để đề nghị Quốc hội Mỹ cho viện trợ quân sự. Sau 20 tháng 4, Mỹ có ý đồ di tản người Mỹ và bọn theo Mỹ. Lúc đó Sài Gòn sẽ rất lộn xộn. Tình hình chiến sự khiến đối phương không thể dùng rằng lâu hơn nữa. Nhà Trắng lệnh cho Martin gạt Thiệu. Ông Martin khuyên Thiệu từ chức. Đại sứ Pháp Mary Long gợi ý Thiệu nên trao quyền cho ông Dương Văn Minh. Chiều hôm ấy, cả Sài Gòn biết tin Thiệu từ chức. Trước lúc từ chức, Thiệu chọn ông Trần Văn Hương và tuyên bố như vậy mới hợp với Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa. Thiệu nói, ông Hương đảm trách cương vị Tổng thống thì Mỹ sẽ viện trợ và có thể Cộng sản sẽ thương thuyết, hòa đàm. Người Sài Gòn không hiểu nổi, một ông già ốm yếu với cây gậy trong tay, còn tay kia luôn cầm khăn lau nước mắt, liệu còn sức đâu gọi là lo việc nước. Ta hãy nghe ông Nguyễn Văn Đang, cán bộ tình báo của ta mang bí số 04, lúc bấy giờ là chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Sài Gòn, mô tả lại lễ tấn phong tân Tổng thống. Tôi thuộc cục tình báo của B2 hoạt động tại Quốc hội Mỹ. Lúc mà Nguyễn Văn Thiệu thấy không còn ở nán được, có mời hai viện Quốc hội cũng như Hội đồng Nội các lên Dinh Độc Lập để ông tuyên bố ý định rút lui và giới thiệu nhường
ghế tổng thống lại cho Trần Văn Hương. Hai ngày hôm sau, Quốc hội triệu tập một phiên họp khoáng đại lưỡng viện để tấn phong Trần Văn Hương. Khi Trần Văn Hương đến Quốc hội, bước lên diễn đàn, thì móc cái baton ở trên khuỷu tay trái và đứng ở trước micro nói miệng, không có diễn văn, diễn từ. Cho nên chúng tôi và cũng như nhóm của Lý Quý Trung, chúng tôi đứng dậy phản đối, bảo rằng tổng thống ra điều trần trước Quốc hội thì phải theo nghi thức đàng hoàng, phải đọc diễn văn chứ không được ứng khẩu. Các bộ trưởng ngồi theo ủng hộ Trần Văn Hương, họ thì thò, mướt nước đã mất tới nơi rồi mà mấy ông còn ở đó mà nghi với thức, chủ tọa đoàn không lập lại được trật tự. Trần Văn Hương lúng túng và rút lui. Dù không được quảng đại lưỡng viện thông qua, ông Trần Văn Hương vẫn cứ nhận ngôi tổng thống. Ngay sau đó, ông cử tướng Phan Hòa Hiệp vào trại David gặp phái đoàn quân sự của chính phủ cách mạng lâm thời, đồng thời đôn đốc tổng tham mưu trưởng và viên tư lệnh cảnh sát quốc gia khẩn cấp lập vành đai phòng thủ Sài Gòn. Ông Hương lệnh tổ chức lễ xuất phát của biệt đội võ trang phòng thủ, tập trung người để đốt đuốc và thề từ thủ Sài Gòn. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ngụy thiết lập một vành đai phòng thủ gồm 6 khu vực. Phía Nam, Sư đoàn 22 bố trí từ Long An đến Bến Lức. Phía Bắc, Sư đoàn 25 dàn quân từ Tây Ninh đến Gò Dầu Hạ, Củ Chi. Phía Tây Bắc, Sư đoàn 5 án ngữ ở Lai Khê, Bến Cát. Sư đoàn 18 phòng thủ ở vùng Trảng Bom, Bầu Cá. Phía Đông Bắc có Sư đoàn lính thủy đánh bộ đảm trách Long Bình, Biên Hòa. Phòng thủ vòng trong là lực lượng dù và quân biệt động. Trong Dinh Độc Lập bố trí thành ổ đề kháng cực mạnh như một pháo đài để bảo vệ cơ quan đầu não của chế độ Sài Gòn. Ở Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị họp nhận định tình hình rất thuận lợi. Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn điện cho Bộ Chỉ huy chiến dịch: thời cơ quân sự và chính trị để mở cuộc tổng tấn công vào Sài Gòn đã chín muồi. Ta cần tranh thủ từng ngày, kịp thời phát động tiến công địch trên các hướng, không để chậm. Nếu để chậm không có lợi cả về chính trị và quân sự. Cũng ngày 22 tháng 4 năm 1975, ông Trần Văn Hương trình bày kế hoạch phòng thủ. Nhưng phía Mỹ, phía Pháp và một số chính khách ở Sài Gòn lại đang thảo luận xem ông Hương nên đi hay ở lại. Trong lúc ở Sài Gòn đang tranh cãi đầy lúng túng về việc nên đưa người khác lên ngôi tổng thống, thì Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh đã hoàn tất kế hoạch tấn công. Đại tướng Văn Tiến Dũng nhớ lại: cuộc tiến công vào giải phóng Sài Gòn đã kết hợp với lực lượng bên trong nổi dậy với các binh đoàn chủ lực tiến công từ ngoài vào. Vấn đề mấu chốt để giữ bất ngờ và đánh địch sụp đổ nhanh là cách đánh mà địch không thể nghĩ tới. Chúng tôi đã dùng một bộ phận chủ lực để nhằm tiêu diệt, vây và chặn 4 sư đoàn chủ lực của quân Ngụy đóng ở vòng ngoài, không cho chúng rút chạy về thành phố. Để thực hiện cách đánh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, tư lệnh, chính ủy của các quân đoàn đều đến Bộ Chỉ huy nhận lệnh triển khai các hướng tấn công. Phía Tây Nam, đoàn 232 bắt đầu tác chiến, đánh bóc vòng ngoài ở Bến Lức, Long An. Từ những mảnh đất xa xôi của Tây Nam Bộ và toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn đến các chiến trường Đông Nam Bộ đã sẵn sàng phối hợp với cuộc tổng tiến công lịch sử này. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trước ngày tổng công kích, toàn bộ quân, xe tăng, pháo binh đã được tập kết sẵn sàng. Ngành hậu cần đã chuẩn bị đầy đủ, chưa có một chiến dịch nào lương thực, đạn dược, xăng dầu lại đầy đủ và nhiều như vậy. Đồng chí Đinh Đức Thiện,
tư lệnh phó chiến dịch phụ trách hậu cần đã nói: các anh cứ bắn cho thoải mái, bắn cho địch sợ đến ba đời. Toàn bộ các hướng của chiến dịch đã sẵn sàng nổ súng. Ông Martin đồng ý với đại sứ Pháp đưa ông Dương Văn Minh lên làm tổng thống. Thông điệp nhân danh tổng thống cuối cùng của ông Hương đọc lúc 9 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975. Ngay trong ngày 26 tháng 4, vào lúc 17 giờ, tiếng súng mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh đã vang lên. Trên hướng đông, quân đoàn 2 tấn công chi khu quân sự Long Thành và các trường huấn luyện thiết giáp, biệt kích. Cũng trên hướng đông, quân đoàn 4 đè bẹp căn cứ Trảng Bom, bắt sống hơn 2.000 tù binh, rồi đánh thẳng xuống khu vực Hồ Nai. Từ hướng bắc, quân đoàn 1 đánh địch trong hành tiến, tiêu diệt một số trận địa pháo của địch, làm chủ đường 16, bao vây căn cứ Phú Lợi, cắt đứt con đường rút chạy của sư 5 Ngụy. Ở hướng tây bắc Sài Gòn, quân đoàn 3 đập tan các trận địa pháo của địch, đồng thời cho bộ binh chốt chặn lộ 1, lộ 22, cắt đứt đường rút chạy của sư đoàn 25 Ngụy, rồi tổ chức bao vây căn cứ Đồng Dù. Trước lúc mở màn chiến dịch, bộ đội đặc công nhận lệnh ém sẵn trong các khu vực sình lầy ven xa lộ, nhanh chóng chiếm giữ các cầu trọng yếu trên đường tới Sài Gòn. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm duy trì tính thần tốc của cuộc tổng tấn công. Trên cánh quân phía Tây Nam, sư đoàn 5 thuộc binh đoàn 232 tiêu diệt hàng loạt đồn bốt ven lộ 4, mở một hành lang rộng từ Vàm Thủ Thừa tới Vàm Bắc Đông. Ta thu được nhiều xe thiết giáp M113 của địch, dùng làm phương tiện đột kích vượt sông vào Quả Đông, đánh chiếm Tân An, Bến Lức nhằm cắt sự co cụm của địch về hướng Cần Thơ. Nhân dân miền Tây Nam Bộ đã đồng loạt tấn công và nổi dậy, tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực kìm chân quân đoàn 4 Ngụy. Viên tư lệnh Nguyễn Khoa Nam trở nên trơ trọi, lo giữ mình không nổi, nói chi tới khả năng về cứu viện Sài Gòn. Khi các cánh quân của ta nhất loạt tấn công, thì các vùng ven Sài Gòn đây đó đã ùn lên điểm nổ. Bầu trời mặt đất nội thành rung chuyển bởi tiếng nổ cộng hưởng không ngừng. Máy bay Mỹ thực thi di tản, vợ con sĩ quan công chức ngụy quyền hối hả bám theo. Xung quanh Sài Gòn, chiến sự diễn ra ác liệt, đặc biệt ở căn cứ nước trong Long Thành. Mặt đất không ngớt bùng lên khói pháo, khói bom. Ta và địch đan xen, giành giật quyết liệt từng vị trí. Viên tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3 Ngụy, dùng ngay máy bay chỉ huy bỏ chạy ra phía biển. Mười lăm giờ ngày 28 tháng 4, mặc dù chưa đủ 7 ngày ở ngôi tổng thống, ông Trần Văn Hương đã phải ra đi. Ông Dương Văn Minh lên nhậm chức mà lòng ngổn ngang trăm điều bối rối. Buổi chiều hôm ấy, một biên đội không quân ta đã dùng máy bay A-37 thu được của địch cất cánh từ sân bay Thành Sơn, ném bom sân bay Tân Sơn Nhất. Đòn phối hợp này làm cho ngụy quân ngụy quyền càng thêm choáng váng. Cuối tháng 4 năm 1975, khi ta đưa pháo 130 vào Nhân Trạch, thì Sài Gòn và đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất đã được định rõ từng mục tiêu trong phần tử bắn. Đường 5 hướng rút chạy ra biển đã bị quân ta cắt. Đường 14 rút xuống miền Tây cũng bị chặn. Đó là thế dàn quân mang tính nghệ thuật cao của ta,
nhằm gắn giữ một Sài Gòn nguyên vẹn. Bộ Tổng Tư lệnh cân nhắc các tình huống đã điện lúc 23 giờ ngày 29 tháng 4, đồng ý đánh thẳng vào nội đô với thời gian nhanh nhất. Từ các hướng bao vây, 5 cánh quân của ta nhằm thẳng Sài Gòn sốc tới. Hướng Đông Nam, sau khi chiếm được căn cứ Long Thành, nước trong, ta chiếm thành Tuy Hạ. Các trận địa pháo khống chế toàn bộ sân bay Tân Sơn Nhất. Một bộ phận của quân đoàn 2 tiến sang Cát Lái, vượt sông Lòng Tàu, đánh vào quận 9, mũi chủ yếu tấn công Long Bình, rồi theo xa lộ Biên Hòa để tới nội đô. Hướng Đông, quân đoàn 4 chia làm 3 mũi phát triển theo trục đường 1, đánh chiếm Hố Nai, cửa ngõ thành phố Biên Hòa. Tại đây, bọn phản động điên cuồng chống cự, nhiều chiến sĩ ta ngã xuống trước giờ toàn thắng. Địch bị tiêu diệt ở từng ngôi nhà, góc phố trước bước tiến vũ bão của ta vào thành phố Biên Hòa. Hướng Tây Nam, đánh chiếm thị xã Hậu Nghĩa, quận Lỵ Đức Hòa, vượt Vàm Cỏ Đông vào Mỹ Hạnh Long An. Một trung đoàn đã tới Bà Hom, Phú Lâm, sát nội thành. Hướng Bắc, quân đoàn 1 bao vây căn cứ Phú Lợi, đánh chiếm Tân Uyên trên đường vào Lái Thiêu, tạo điều kiện cho một đơn vị thọc sâu tiến vào Bộ Tổng Tham mưu Ngụy và khu kỹ thuật binh chủng ở Gò Vấp. Viên chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ đã tự sát ở Lái Thiêu. Hướng Tây Bắc, quân đoàn 3 trong một ngày tiêu diệt 11 trong 18 trận địa pháo của địch, cắt đường 22 và đường 1, chặn đánh các đơn vị của sư đoàn 25 địch từ Tây Ninh rút về Co Cụm ở Đồng Dù. Một tiểu đoàn của trung đoàn 50 Ngụy đã đầu hàng. Trung đoàn 24 sư đoàn 10 của quân đoàn 3 đã tiến đến Bà Quẹo. Quân ta đã đánh tan sư đoàn 25 Ngụy, bắt sống chuẩn tướng Lý Tọc Bá và toàn bộ tham mưu sư đoàn. Vòng vây Sài Gòn càng thu hẹp và siết chặt. Nhà Trắng điện sang dục ông Martin di tản gấp số người Mỹ còn bị kẹt lại và hơn 5.000 tên tay sai thân tín. Ông Nguyễn Hữu Hạnh, một trong những người của nội các ông Dương Văn Minh, nhớ lại. Sáng ngày 29 tháng 4, 1975, ông Mérillon, đại sứ Pháp, đã cho biết Tổng trưởng Ngoại giao Pháp đã cố gắng liên hệ với Hà Nội nhưng không có kết quả. Sau khi ông Mérillon rời khỏi nhà ông Dương Văn Minh, thì ông Dương Văn Minh đã có lệnh thả tù chính trị và yêu cầu Mỹ phải rút khỏi miền Nam Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Cũng trong buổi sáng này, chúng tôi được tin quyền Tổng tham mưu trưởng Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tư lệnh biệt khu thủ đô Trung tướng Nguyễn Văn Minh đã bỏ chức vụ rời khỏi Việt Nam. Vì lẽ đó, ông Dương Văn Minh đã chỉ định Trung tướng Vĩnh Lộc làm Tổng tham mưu trưởng và tôi làm phụ tá Tổng tham mưu trưởng, Thiếu tướng Lâm Văn Phát làm Tư lệnh biệt khu thủ đô. Trước khi chúng tôi nhận nhiệm vụ, ông Dương Văn Minh đã chỉ thị cho chúng tôi là không được điều quân để cho ông thương thuyết. Tổng thống Dương Văn Minh thúc giục người Mỹ ra đi gấp để cố lập trật tự và để đô thành không đổ nát. Ông bổ nhiệm thẩm phán Triệu Quốc Mạnh làm tổng trưởng cảnh sát. Ông Mạnh vốn là người của cách mạng nên đã làm ngay những việc thấy cần làm. Tôi có nói với Bộ Chỉ huy rằng giờ này theo lệnh Tổng thống là tất cả những cái việc tôi chỉ huy các anh phải nghe để thực hiện cái yêu cầu của đàm phán hòa bình. Cho nên là tất cả các binh cộng sản giờ này bắt phải giải đến cho tôi giải quyết thôi, các anh không được thẩm quyền giải quyết nữa. Và kế tiếp đó là tôi ra lệnh kiểm điểm lại coi cái danh sách tất cả các tù chính trị thế nào và tôi ra lệnh thả hết.
các sĩ quan cảnh sát lợi dụng tình hình hỗn loạn, bỏ nhiệm sở, lo cho vợ con di tản. Nhiều cảnh sát bỏ cả sắc phục, hòa với các sắc lính Sài Gòn, nhập vào đội quân Hôi Của. Ông đại sứ Martin nhận điện của ông Dương Văn Minh thúc di tản, rồi mật điện của Ngoại trưởng Kissinger yêu cầu phải rút hết quân nhân và người Mỹ. 11 giờ ngày 29 tháng 4, qua đài phát thanh của Mỹ phát đi tín hiệu, nhiệt độ đang lên 125 độ C và đang tăng dần. Sau đó bản thánh ca "Tôi mơ một lễ Giáng sinh tuyết phủ" được phát đi phát lại liên tục. Đó là tín hiệu, là mật ước được quy định, dù người Mỹ ở đâu, làm gì cũng phải tập trung về điểm hẹn để máy bay bốc chạy khỏi Sài Gòn. 12 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, nhiều máy bay lên thẳng từ biển bay vào Sài Gòn, đáp xuống các điểm cao để làm đợt di tản cuối cùng. Chiều ngày 29 tháng 4, đại sứ Pháp Marylong gặp ông Dương Văn Minh nói không còn có thương lượng. Ông Dương Văn Minh ngao ngán, nhưng cố một lần nữa cử ông Trần Ngọc Liễng vào trại David gặp phái đoàn ta. Trưa 29 tháng 4, ngày 1975, tôi không nhớ rõ lúc nào, Linh Mục Trần Tính có đến gặp tôi ở tại Dinh Hoa Lan và báo tin rằng có biết được hiện thời có 4 dàn pháo 130 ly của mặt trận bố trí xung quanh thủ đô và sẵn sàng nhả 20.000 viên đạn vào thành phố. Thì khi được tin đó, tôi đến gặp Đại tướng Dân Nhân Minh liền ở tại trên nhà trên để biết tìm xem có phản ứng thế nào. Thì sau khi nghe tôi báo tin đó, thì Đại tướng Dân Nhân Minh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, hỏi tôi Liễn tính sao. Tôi mới nói rằng nếu trong trường hợp thủ đô không chống cự thì chúng ta phải vào báo tin liền cho mặt trận biết để mà không sử dụng trọng pháo vào thành phố. Thì Đại tướng Nhân Minh suy nghĩ một giây, bảo thôi Liễn cứ đi. Đến lúc sức lực đã kiệt quệ, rệu rã thì chính quyền Sài Gòn lại chỉ muốn thương thuyết. Chúng ta yêu cầu Sài Gòn phải đầu hàng. Đêm 29 tháng 4, cả Sài Gòn náo loạn, tiếng pháo gầm, ánh hỏa châu, ánh đèn máy bay nhấp nháy như rạch nát bầu trời. Nạn Hôi Của, trộm cướp xảy ra trên các đường phố. Tòa đại sứ Mỹ dọi đèn pha không ngớt để làm đích cho máy bay hạ cánh chở người di tản. Sài Gòn không ngủ, buồn vui xen lẫn, sao động lòng người. Có lẽ chưa có cuộc rút chạy nào hỗn loạn mà cũng hiện đại như thế này. Các bãi cỏ, các điểm cao đều trở thành điểm tranh giành ra đi của những người di tản trong tiếng súng. Nhiều tướng tá, công chức ngụy quyền cùng vợ con tranh giành xô đạp nhau để được một chỗ trên máy bay. Người ta phải ném cả vũ khí, hất cả máy bay xuống biển, vì giờ đây nó chẳng còn ý nghĩa gì. Ông Martin vẫn còn nén lòng chờ đợi một điều gì đó. Dù đô đốc hạm đội Thái Bình Dương dục, và ngay khi đã có lệnh của Kissinger, ông Martin vẫn chần chừ. Cho đến khi đích thân Tổng thống Ford ra lệnh buộc ông Martin với mật danh Cốt Tu phải đi ngay. Tín hiệu được phát đi, phu nhân chủ bài 09 đã lên không trung cùng với Cốt Tu. Lúc đó là 4 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau này, có người Mỹ ra đi vào sáng 30 tháng 4 đã viết: trong ánh bình minh đang rạng, chúng tôi hoảng hốt ngỡ ngàng khi từ trên cao nhìn xuống có đến hàng ngàn quân xa, thiết giáp đang tiến vào Sài Gòn.
dưới cánh bay là những cột khói bốc cao. Có lẽ đó là hình ảnh cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam mà họ còn được tận mắt nhìn thấy được. Và hơn 10 năm sau, trong cuốn hồi ký Nhìn lại quá khứ của mình, ông McNamara thừa nhận tới 11 điều sai lầm của Mỹ. Ông viết: "Chúng ta đánh giá thấp sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc thúc đẩy một dân tộc. Trong trường hợp này, Bắc Việt Nam và Việt Cộng đã đấu tranh và hy sinh cho lý tưởng và các giá trị của nó." Trở lại với sự kiện chiến trường, sáng ngày 30 tháng 4, các cánh quân của ta đã vượt qua mọi chướng ngại tiến vào thành phố. Nhưng để giành toàn thắng, quân ta đâu có đi trên con đường trải thảm của sự đầu hàng. Địch không dễ gì từ bỏ quyền lợi bổng lộc có được do dấn sâu vào tội ác. Máu của chiến sĩ ta vẫn đổ ngay trước giờ toàn thắng. Cầu Rạch Chiếc mang tính điển hình cho sự chống cự điên cuồng. 53 chiến sĩ ta đã hy sinh khi ta và địch giành giật nhau quyết liệt. Nhiều phóng viên nước ngoài đã có những thước phim, bài viết nói về cuộc chiến đấu ngoan cường và sự hy sinh anh dũng của chiến sĩ ta trước cửa ngõ Sài Gòn. Ở đồng bằng sông Cửu Long, nhân dân và lực lượng vũ trang các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng, Rạch Giá đã tấn công kết hợp với nổi dậy đánh địch. Riêng ở Trà Vinh, cuộc chiến đấu chiếm Sinh Tỉnh Trưởng đã có hơn 60 cán bộ chiến sĩ ta ngã xuống trước khi toàn thắng. Trong tất cả những chiến thắng rực rỡ ở đồng bằng sông Cửu Long, người ta thường nhắc đến ngày giải phóng thị xã Cần Thơ với những khẩu pháo 105 do bộ đội khu 9 lần đầu tiên thu được đã dùng bắn vào sân bay Trà Nóc và trung tâm hành quân của quân đoàn 4. Cần Thơ là thủ phủ của miền Tây, là nơi đặt sở chỉ huy của quân khu 4 và quân đoàn 4 ngụy do tướng Nguyễn Khoa Nam chỉ huy. Chúng ta đã kết hợp chặt chẽ giữa chủ lực tiến công vòng ngoài và quân chúng nổi dậy trong lòng thành phố, nhanh chóng giải phóng thủ phủ của đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn. Miền Tây, miền Đông Nam Bộ đều là những chiến trường ác liệt. Con người ở vùng đất này đã phải sinh tồn và chiến đấu trong các điều kiện rất nghiệt ngã của cuộc chiến tranh. Làng Mỹ Hạnh nằm trên ngã ba lộ 9, lộ 10. Ta phải vượt qua đây để vào đánh chiếm thị trấn Hiệp Hòa. Muốn đến được Mỹ Hạnh, phải đi qua làng Mỹ Quý Đông của Đức Huệ, vốn kinh rạch sinh lầy. Nhân dân làng Mỹ Quý Đông đã sẵn sàng chặt cả những cây ăn trái để lót đường cho tăng pháo vượt qua. Giữa vòng vây đang bị siết chặt, song một số người trong nội các Sài Gòn muốn tổ chức lễ ra mắt trọng thể cho tân tổng thống. Nhưng tình thế lúc đó diễn ra như ông Nguyễn Hữu Có sau này kể lại. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khoảng 7 giờ 30, tôi ngồi xe cùng ông Minh đi ra phủ thủ tướng của ông Vũ Văn Mẫu. Khi đến nơi thì tôi thấy nội các của ông Minh rất là vui vẻ. Và trong lúc đó thì tôi và ông Minh Dương hơi lo âu và cũng hơi buồn. Lúc đó ông Minh Dương nhờ ông Vũ Văn Mẫu điện thoại để gặp ông Merilon là đại sứ Pháp. Nhưng mà ông Mẫu báo cáo lại là ở đó không có ai tiếp điện thoại. Ông Minh Dương nhờ tiếp điện thoại với ông Thích Trí Quang. Thì sau khi nói chuyện với Thích Trí Quang thì ông Minh có vẻ buồn và nhờ ông Vũ Văn Mẫu thảo cho một lời tuyên bố và Sài Gòn bỏ ngỏ. Thì khi được lệnh như vậy thì nội các có nhiều người không đồng ý, cho nên ông Minh hội ý với ông Huyền và ông Mẫu và quyết định tuyên bố
đơn phương ngừng bắn. Và lời tuyên bố này được đọc trên đài phát thanh Sài Gòn lúc 9:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tổng thống Dương Văn Minh qua đài phát thanh và truyền hình Sài Gòn yêu cầu quân đội ngừng bắn tại chỗ để ông thương lượng, bàn giao chính quyền. Ông cũng yêu cầu các đơn vị tìm cách liên lạc với phía mặt trận dân tộc giải phóng. Tướng Nguyễn Hữu Hạnh, vốn là người của phía cách mạng, đã tận dụng thời cơ ra lệnh cho quân đội ngụy Sài Gòn. Thưa quý vị tư lệnh quân đoàn, quân binh chủng, địa phương quân, nghĩa quân, tôi, Trung tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá tổng tham mưu trưởng, yêu cầu tất cả quý vị tướng lãnh và quân nhân các cấp hãy triệt để thi hành lệnh của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, sẵn sàng liên lạc với các cấp chỉ huy quân đội của chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam để thực hiện cuộc ngưng bắn. Lệnh của ông Minh và ông Nguyễn Hữu Hạnh thực tế bị chìm trong tiếng súng. Trong sự tùy nghi náo loạn, quân địch vẫn ngoan cố chống cự. Vào lúc 10:10 ngày 30 tháng 4, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn điện cho Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Các anh ra lệnh cho quân ta tiếp tục tấn công vào Sài Gòn theo kế hoạch, tiến quân với khí thế hùng mạnh nhất, giải phóng và chiếm lĩnh toàn bộ thành phố, tước vũ khí quân đội địch, giải tán chính quyền các cấp của địch. Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh ra lệnh cho 5 cánh quân lớn tiến vào 5 mục tiêu chủ yếu của chiến dịch. Quân đoàn 1 chiếm trung tâm hành quân Bộ Tổng tham mưu Ngụy. Quân đoàn 3 chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và nhà làm việc của Bộ Tổng tham mưu Ngụy. Đoàn 232 chiếm biệt khu thủ đô và tổng nha cảnh sát. Quân đoàn 2 được nhân dân dẫn đường, xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập, ta bắt gọn toàn bộ nội các Sài Gòn. 11:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975, cờ cách mạng đã tung bay trên dinh lũy cuối cùng của địch. Dinh Độc Lập trở thành hợp điểm của các cánh quân giải phóng Sài Gòn. Chỉ sau một ngày, ông Dương Văn Minh và nội các đã được trao trả tự do. Đó là điều mà các nhà quan sát nước ngoài ngạc nhiên khi theo dõi tình hình chiến sự. Không hề có một cuộc tắm máu như kẻ thù đã nói. Nhân dân Sài Gòn đón các chiến sĩ giải phóng như đón người thân ruột thịt trở về. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, chân lý ấy được chứng minh sinh động ngay sau giờ toàn thắng. Khi đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam công bố giờ toàn thắng, Hà Nội và cả miền Bắc, nhân dân đã reo hò mừng vui chiến thắng. Niềm vui khôn tả xen lẫn nước mắt chờ đợi của hàng triệu người mẹ mong những đứa con vì tổ quốc, vì miền Nam ruột thịt đi chiến đấu sắp trở về đoàn tụ. Cuộc hội ngộ sau 30 năm như một giấc mơ đẹp nhất của bao cuộc đời người. Con ra thưa với Bác Hồ, đất này chỉ một ngọn cờ vàng sao. Bác hiểu rằng ý chí thống nhất đã ngấm vào máu thịt của mỗi người dân yêu tổ quốc. Vì vậy, Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Ba mươi tháng 4 năm 1975 trở thành ngày hội đoàn tụ vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam. Ở nơi nào ta cũng nghe lời nhắn gửi tha thiết tìm gọi người thân sau 30 năm dài ly tán. Tấm ảnh này đã trở thành biểu tượng đầy xúc động của ngày gặp mặt. Má Bích, 76 tuổi, hằng lặn lội qua bao nhà tù tìm người con trai duy nhất bị địch kết án tử hình. Đó là một trong hàng triệu gia đình Việt Nam bị ly tán bởi cuộc chiến tranh xâm lược. Sự chia ly và mất mát đã làm héo hon bao cuộc đời người.
giữa niềm vui đoàn tụ, có biết bao nhiêu bà mẹ đau thương không còn được gặp con mình? Liệu có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam phải chấp nhận một cuộc chia ly dài dặc, phải nén hàng triệu nỗi đau riêng để có ngày chiến thắng cho tất cả mọi người? Từ Hà Nội tới Sài Gòn chưa đến 2 giờ bay. Vậy mà bao người lính phải đi 20 năm trên dải Trường Sơn tột cùng gian khổ. Cái giá của ngày thống nhất to lớn biết chừng nào. Hồ Chí Minh, tư tưởng của người là kết tinh khát vọng độc lập, tự do của toàn dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử. Đó là lý tưởng dẫn dắt chúng ta tới ngày chiến thắng. Vì chiến thắng của Việt Nam, vì Việt Nam, chúng ta hiến dâng cả máu của mình. Chiến thắng ở Việt Nam còn là chiến thắng của lương tri nhân loại, trong đó có sự đóng góp của nhân dân tiến bộ Mỹ. Đồng chí Đỗ Mười, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định ý nghĩa của chiến thắng lịch sử này. Đại thắng mùa xuân năm 1975 mãi mãi được ghi vào lịch sử vinh quang, hào hùng của dân tộc như một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế và có tính thời đại sâu sắc, thể hiện sức mạnh của khát vọng không có gì quý hơn độc lập tự do. Đó là sức mạnh bắt nguồn từ truyền thống đấu tranh của dân tộc Việt Nam suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự ủng hộ giúp đỡ chí tình có hiệu quả của anh em bảo bạn trên thế giới, thực hiện ước mơ nguyện vọng thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta phải kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và nguồn sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, quyết tâm đưa đất nước ra khỏi lạc hậu nghèo nàn, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền dân tộc, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Không chỉ chiến thắng các kẻ thù xâm lược, bởi vì sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước chúng ta còn phải biết chiến thắng nghèo nàn lạc hậu trong bối cảnh rất phức tạp của tình hình thế giới. Hơn 20 năm ấy, chúng ta đâu đã được rảnh rang để bước vào xây dựng. Vậy mà dân tộc ta đã thực sự vươn lên từ đống đổ nát của chiến tranh. Phá sự bao vây của các thế lực thù địch, đất nước ta đã khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế. Chủ tịch Lê Đức Anh, thay mặt nhân dân Việt Nam, đã long trọng đặt chống đồng tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Ta xúc động nghĩ về lịch sử đấu tranh hàng nghìn năm của dân tộc để giữ vững nền độc lập. Bao thế hệ đã chiến đấu, hy sinh để đưa đất nước bước sang trang sử mới. 30 năm, chúng ta đã phải vượt quá nhiều hy sinh gian khổ để có ngày vui đoàn tụ. Độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đó là mục tiêu phấn đấu để nâng cao hơn nữa giá trị nhân bản của con người. Chiến thắng ấy là mốc son lịch sử rực rỡ nhất của đất nước trong thế kỷ 20 đầy biến động. Hào quang chiến thắng tỏa sáng từ tư tưởng Hồ Chí Minh, từ trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khơi dậy sức sống vĩ đại của toàn dân tộc và mạnh mẽ vươn lên trong thời kỳ đổi mới.